Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Vừa qua chúng ta đã tìm hiểu chương thứ nhất đó là địa lý dân cư của nước ta từ bài 1 đến bài 5. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp à, nội dung à, thứ hai, chương 2 đó là địa lý kinh tế Việt Nam à, trong bài à, đầu tiên của cái chương này đó là bài số 6 sự phát triển nền kinh tế của nước ta. À, theo sách giáo khoa thì chúng ta sẽ à, có hai phần đó là À, nội dung thứ nhất nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới và nội dung thứ hai là nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới à, cái nội dung thứ nhất chúng ta được giảm tải à, nên là chúng ta chỉ tìm hiểu ở nội dung thứ hai thôi đó là nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới và trong cái nội dung thứ hai này chúng ta sẽ tìm hiểu về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như là những thành tựu và thách thức hay nói cách khác là những cái khó khăn à, trong các quá trình phát triển nền kinh tế của nước ta chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung một à, nội dung thứ nhất trong phần à, thứ hai này à, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi như sau câu hỏi thứ nhất à, công cuộc đổi mới nền kinh tế của nước ta bắt đầu từ năm nào và nét đặc trưng của công cuộc đổi mới nền kinh tế của nước ta là gì công cuộc đổi mới Nền kinh tế của nước ta đã được triển khai từ năm 1986 Và nét đặc trưng của công cuộc đổi mới nền kinh tế của nước ta Đó là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế này thể hiện qua các mặt Đó chính là sự chuyển dịch cơ cấu theo ngành Sự chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ Và sự chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế à, Như vậy chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu um, nội dung thứ nhất đó là chuyển dịch cơ cấu theo ngành và mời các em quan sát một cái biểu đồ chuyển dịch cơ cấu GDP của nước ta phân theo ngành qua các năm từ năm 1990 cho đến năm 2017. Trong cái biểu đồ này thì chúng ta thấy có ba màu sắc khác nhau. Màu sắc thứ nhất là màu vàng. Đây là miền mà cô gọi đó là khu vực thứ nhất, khu vực nông lâm ngư nghiệp. À, tiếp theo đó chúng ta thấy một cái miền màu hồng à, đây là à, cái khu vực thứ hai à, gồm hai ngành đó là công nghiệp và xây dựng và tiếp theo đó đó là khu vực thứ ba khu vực thứ ba là khu vực dịch vụ và được ký hiệu bằng màu xanh dương nè như vậy thì chúng ta sẽ phân tích xem từ năm 1990 đến à, năm 2017 thì tỷ trọng của các cái ngành kinh tế này có thay đổi hay không và thay đổi theo chiều hướng như thế nào và chúng ta sẽ lần được phân tích khu vực thứ nhất trước khu vực thứ nhất bao gồm các ngành nông lâm ngư nghiệp chúng ta xem năm 1990 nè thì cái ngành này chiếm tỷ trọng là 38,7% đến năm 1991 là 40,5%, năm 1994 là 27,4%. Tiếp theo những cái năm kế tiếp là chúng ta thấy số liệu được thể hiện là 24,5 phần trăm 21,0%, 21,0%, 18,9% và 17,1% năm 2017. Như vậy chúng ta nhìn tổng thể số liệu qua các năm thì chúng ta thấy rõ ràng cái tỷ trọng của ngành nông lâm ngư nghiệp này à, có giảm và giảm như thế nào giảm liên tục qua các năm luôn và nếu chúng ta tính năm đầu là năm 1990 là 38,7 và năm cuối là 10 à, là năm 2017 là 17,1% nè. Thì chúng ta thấy cái tỷ trọng của ngành này giảm đi, giảm đến 21,6%. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ phân tích tiếp cái khu vực thứ hai đó là khu vực công nghiệp và xây dựng thì chúng ta thấy năm 1990 à, cái ngành này chiếm tỷ trọng là 22,7 phần trăm năm 2000 à, năm cô xin lỗi là năm 1991 là 23,8 phần trăm

như vậy nếu chúng ta nhìn tổng thể các số liệu từ năm đầu đến năm cuối thì chúng ta thấy cái tỷ trọng của cái ngành công nghiệp và xây dựng này à, trong cái thời gian đầu là có tăng à, có tăng tăng từ năm 1991 cho đến à, năm 1990 cho đến năm 2005 nhưng mà từ năm 2005 này thì chúng ta thấy cái tỷ trọng của ngành này bắt đầu giảm xuống đến năm 2010 thì chúng ta thấy giảm xuống còn có 36,7% thôi nhưng đến năm 2015 thì cái tỷ trọng của cái ngành này bắt đầu tăng lên tăng từ 36,9 lên 37,1% nè như vậy thì chúng ta thấy cái tỷ trọng của ngành công nghiệp và xây dựng này tăng nhưng không liên tục và nếu chúng ta tính từ năm đầu cho đến năm cuối thì chúng ta thấy cái tỷ trọng của cái ngành công nghiệp và xây dựng này tăng 14,4% tiếp theo đó là cái khu vực thứ ba là khu vực dịch vụ khu vực dịch vụ năm 1990 là 38,6% nè rồi đến năm 1991 là 35,7% nè đến năm 1994 là 43,7%. À, những năm kế tiếp là 38,8, 38,0, 42,3, 44,2 và cuối cùng là 45,8. Như vậy thì cái khu vực 3, khu vực dịch vụ này chúng ta thấy cái tỷ trọng à, trong những năm đầu của thập niên 90 thì chúng ta thấy à, có tăng lên. Ha. À, tức là từ năm 1900 90 cho đến năm 1994 là có tăng nhưng mà sau đó chúng ta thấy từ năm 94 cho đến năm 2005 thì cái tỷ trọng của ngành này giảm và từ năm 1000 năm 2005 cho đến những cái năm về sau này năm cuối cùng là năm 2017 thì chúng ta thấy là tỷ trọng của ngành này tăng như vậy trong cái giai đoạn đầu thì khu vực hạ ba giảm tỷ trọng là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế mà bắt đầu từ Thái Lan sau đó lan rộng ra toàn khu vực Đông Nam Á và cả thế giới luôn nên là trong cái khoảng thời gian này cái tỷ trọng của cái ngành dịch vụ nước ta đã giảm và tính từ năm đầu năm 1990 cho đến năm 2017 thì cái tỷ trọng của ngành dịch vụ tăng 7,2% như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy cơ cấu kinh tế của nước ta đang có sự thay đổi và thay đổi theo chiều hướng như thế nào tỷ trọng của ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ thì tăng tỷ trọng nhưng cái ngành nông nghiệp thì giảm tỷ trọng và cái sự thay đổi này được thể hiện rõ nét nhất qua cái hoạt động kinh tế công nghiệp và xây dựng tức là cái khu vực kinh tế thứ hai này nè là tăng đến 14,4% trong khi đó ngành công ngành xây dựng chỉ tăng có 7 à, cũng xin lỗi là ngành dịch vụ và chỉ tăng có 7,2% thôi à, như vậy là qua cái biểu đồ này à, chúng ta có thể rút ra được một cái kết luận là nước ta đang có sự à, chuyển biến trong cái à, cơ cấu ngành à, kinh tế à, chuyển từ một nước nông nghiệp sang nước công nghiệp và cái tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng đã chứng tỏ là cái quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của nước ta đang tiến triển. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp sự chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ. Mời các em theo dõi một cái lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm của nước ta. Qua cái lượt đồ này chúng ta sẽ lần lượt trả lời ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cho biết sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ được diễn ra như thế nào. À, câu hỏi thứ hai là xác định các vùng kinh tế của nước ta và cho biết những vùng kinh tế nào giáp biển, những vùng kinh tế nào không giáp biển. Và câu hỏi thứ ba đó là việc phân chia lãnh thổ thành các cái vùng kinh tế có vai trò như thế nào. À, chúng ta theo dõi cái lượt đồ lại một lần nữa sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ là hình thành nên các cái vùng chuyên canh trong nông nghiệp các lãnh thổ tập trung công nghiệp và xây dựng và các cái vùng kinh tế phát triển năng động như vậy ở nước ta có tất cả là 7 vùng kinh tế vùng kinh tế thứ nhất đó là vùng trung du miền núi bắc bộ đây là vùng nằm ở phía bắc nước ta nè, có cái miền màu cam nè các em. Vùng thứ hai đó là miền màu vàng, đồng bằng sông Hồng. Vùng thứ ba đó là vùng có cái miền màu à, xanh lá nè, đó là vùng Bắc Trung Bộ. Vùng thứ tư đó là vùng có cái màu hồng trên cái lược đồ này nè. Đây là vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Vùng thứ năm đó là vùng Tây Nguyên cũng là miền màu cam nhưng hơi đậm hơn so với cái vùng phía bắc. à Kế tiếp nữa đó là vùng Đông Nam Bộ là cái viền màu vàng Và cuối cùng đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long là cái miền màu tím nằm bên dưới nữa nè. Như vậy nước ta có tất cả là 7 vùng kinh tế từ Bắc tới Nam nha các em. À, như vậy cái việc phân chia lãnh thổ thành các cái vùng kinh tế nó có vai trò gì? À, có vai trò là nhằm để phát huy cái thế mạnh của từng vùng tạo nên các cái vùng kinh tế phát triển năng động. Vậy nước ta có mấy vùng kinh tế Phát triển năng động hay còn gọi là vùng kinh tế trọng điểm Nước ta có 3 vùng kinh tế trọng điểm Vùng kinh tế trọng điểm thứ nhất Đó là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Vùng thứ hai là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Và vùng thứ ba đó là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Vậy thì những cái vùng nào có ảnh hưởng đến cái vùng kinh tế trọng điểm này À, vùng kinh tế trọng điểm phía bắc thì có à, đồng bằng ở sông hồng và vùng trung du miền núi bắc bộ và vùng thứ hai à, đó là vùng kinh tế trọng điểm miền trung thì à, có cái vùng tây nguyên cũng như là vùng duyên hải miền trung à, ảnh hưởng và vùng thứ à, ba đó là vùng kinh tế trọng điểm phía nam à, gồm có đồng nam bộ và đồng bằng sông cửu long như vậy phạm vi của à, phạm vi lãnh thổ của các cái vùng kinh tế trọng điểm này như thế nào? Thứ nhất, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ở gồm có các tỉnh như là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Vùng kinh tế thứ hai đó là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Và vùng kinh tế thứ trọng điểm phía Nam gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu sự chuyển dịch cơ cấu à, kinh tế theo lãnh thổ và cô nhắc lại sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ là hình thành nên các cái vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung à, công nghiệp và dịch vụ và à, hình thành nên các cái vùng kinh tế phát triển năng động hay còn gọi là cái vùng kinh tế trọng điểm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp nội dung thứ ba đó là sự chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế. Mời các em quan sát bảng số liệu cơ cấu GDP của nước ta phân theo thành phần uh, kinh tế qua các năm. À, cái biểu hiện nào uh, cho thấy có sự chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế? Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế uh, ở nước ta được thể hiện ở sự chuyển dịch từ nền kinh tế chủ yếu là nền kinh tế nhà nước và nền kinh tế tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần rồi trước năm 1986 thì nước ta chỉ có hai thành phần kinh tế thôi, đó là thành phần kinh tế nhà nước và thành phần kinh tế tập thể. Nhưng mà từ năm 1986 về sau này thì nước ta có thêm các cái thành phần kinh tế khác, đó là thành phần kinh tế tư nhân, thành phần kinh tế cá thể và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy tính tới À, nay thì à, thành phần kinh tế của nước ta gồm 5 thành phần kinh tế nha các em à, à cô nhắc lại đó là thành phần kinh tế thứ nhất là kinh tế nhà nước nè thứ hai là kinh tế tập thể thứ ba là kinh tế tư nhân thứ tư là kinh tế cá thể và thứ năm là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vậy thì từ năm 1995 đến năm 2017 thì chúng ta phân tích xem các cái uh, quan sát xem các cái số liệu trong cái bảng số liệu này có thay đổi hay không và thay đổi theo chiều hướng như thế nào đầu tiên là chúng ta xem cái thành phần kinh tế thứ nhất là thành phần kinh tế nhà nước nè chúng ta xem số liệu qua các năm thì chúng ta thấy thành phần kinh tế nhà nước giảm tỷ trọng à, tiếp theo đó chúng ta xem tiếp cái thành phần kinh tế thứ hai là thành phần kinh tế tập thể nè chúng ta cũng thấy là thành phần kinh tế này giảm tỷ trọng nè à, và ngành kinh tế cá thể. Thành phần kinh tế cá thể chúng ta xem các cái số liệu qua các năm từ năm 1995 đến năm 2017 cũng giảm về tỷ lệ nè. Tuy nhiên chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy còn hai thành phần kinh tế đó là thành phần kinh tế tư nhân nè, thành phần kinh tế tư nhân thì chúng ta thấy là tăng tỷ lệ nè và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng về tỷ lệ nè như vậy nói tóm lại là qua cái bảng số liệu này chúng ta rút ra một cái nhận xét là uh, trong thời kỳ từ năm 1995 đến năm 2017 thì cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta có sự chuyển dịch uh, tỷ trọng của thành phần kinh tế nhà nước kinh tế tập thể kinh tế cá thể giảm nhưng mà trong đó thành phần kinh tế uh, nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất và cái đó là thành phần kinh tế cá thể và cái tỷ trọng của thành phần kinh tế tư nhân và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng có sự tăng mạnh nhất đó là thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài à, như vậy thì cái nền kinh tế nước ta à, các em nhớ là nền kinh tế nhiều thành phần nhưng trong đó thành phần kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò là chủ đạo à, sự chuyển dịch trên cho chúng ta thấy công cuộc đổi mới à, ngày càng à, phát huy tốt hơn các thành phần kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Như vậy, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta là nét đặc trưng của cái quá trình đổi mới nền kinh tế của nước ta được thể hiện chủ yếu qua ba mặt, đó là sự chuyển dịch cơ cấu à, kinh tế theo ngành, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ và sự chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế. À, chúng ta vừa tìm hiểu xong à, phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiếp cái nội dung thứ hai và đó là những thành tựu và thách thức trong cái công cuộc đổi mới nền kinh tế của nước ta. À Đầu tiên là nói về thành tựu trong những năm qua thì nền kinh tế của nước ta phát triển tương đối vững chắc cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp quá hiện đại quá trong công nghiệp đã hình thành nên một số ngành công nghiệp trọng điểm như là ngành công nghiệp dầu khí ngành công nghiệp điện chế biến lương thực thực phẩm sản xuất hàng tiêu dùng và đã hình thành nên một số vùng chuyên canh trong nông nghiệp các vùng lãnh thổ tập trung công nghiệp và dịch vụ cũng như là các vùng kinh tế phát triển năng động Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại thương cũng được đẩy mạnh, đầu tư nước ngoài được tăng nhanh. Nước ta đã chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực như là đã trở thành thành viên của nhiều tổ chức kinh tế như là ASEAN vào năm 1995, APEC năm 1998 và WTO năm 2007 nhưng bên cạnh những thành tựu đó thì chúng ta gặp cũng không ít những cái khó khăn, những cái thách thức trong công cuộc đổi mới, đó là sự phân hóa giàu nghèo và tình trạng vẫn còn có các xã nghèo vùng nghèo ở nước ta có sự chênh lệch về trình độ kinh tế giữa các vùng nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt môi trường bị ô nhiễm những cái bất cập trong sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục cũng như là y tế vân vân các cái vấn đề việc làm phát triển văn hóa giáo dục y tế so đó giảm nghèo chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội và bên cạnh đó những khó khăn trong cái quá trình hội nhập nền kinh tế của thế giới là À, chúng ta thường hay bị à, ảnh hưởng đến những cái biến động trên thị trường thế giới cũng như là khu vực cũng như là sự có sự cạnh tranh gay gắt à, trên thị trường. Bên cạnh đó, à, như khi nãy cô nói là còn có sự trên lệch về trình độ kinh tế giữa các vùng à, đó là à, những cái khó khăn à, mà nước ta đã à, gặp à, qua trong cái quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy nước ta cần phải nỗ lực đẩy nhanh cái quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, tận dụng cơ hội để vượt qua những cái thách thức này. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong cái nội dung thứ hai đó là những thành tựu và thách thức trong quá phát trình phát triển kinh tế của đất nước. Sau đây chúng ta sẽ ghi cái phần nội dung bài vào trong tập. Cô có một cái bài tập nhỏ à, Để kiểm tra cái phần à, trí nhớ của các em Xem các em còn nhớ hay không nha à, Đây là cái lược đồ à, tự nhiên của Việt Nam à, Lược đồ của Việt Nam Thì à, à, cô có đánh dấu từ 1 cho đến 7 nè à, à, Từ 1 cho đến 7 nè à, Đó là các vùng kinh tế của nước ta à, Như vậy thì à, Các em hãy trả lời cho cô xem Vùng kinh tế thứ nhất đó là À, vùng kinh tế à, tên gì nè đó là vùng kinh tế trung du miền núi Bắc Bộ à vùng thứ hai đó là vùng đồng bằng sông hồng nè à, vùng thứ ba đó là vùng nào kem vùng thứ ba đó là vùng Bắc Trung Bộ vùng thứ tư đó là vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ vùng thứ năm đó là vùng à, Tây Nguyên và vùng thứ sáu là vùng Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng đó là vùng thứ bảy đó là đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy trong 7 vùng kinh tế này thì chúng ta lưu ý nha, vùng Tây Nguyên là vùng không có giáp biển. à Như vậy các em về nhà, à, các em ôn tập lại cho cô từ bài 1 đến bài 6. Chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái bài kiểm tra 15 phút nữa nha. Và, và sau đó các em đọc trước cái bài số 7 trong sách giáo khoa để tiết sau chúng ta sẽ học tập tốt hơn ở bài 7. Cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nha.